Chào quý cô chú anh chị, mình quay lại với kênh Tấn Phúc Bán Nhà Bình Chánh. Hôm nay á, em sẽ quay lại và giới thiệu cho quý cô chú anh chị mình nè. Căn nhà này rất là quen thuộc đúng không quý cô chú anh chị? Thì quý cô chú anh chị mình cũng thấy căn nhà này á, đặc biệt luôn, là nằm ở tại trục đường là Ba Làng. Trục đường này á thì mình di chuyển ra những nơi nè, quốc lộ 1A, chợ Bình Chánh, nhà thờ Bình Chánh tầm 1 cây tới 1 cây rưỡi thôi. Ở đây mình di chuyển ra quốc lộ 1A thì tầm là chỉ là 500 m đổ lại. Và quý cô chú anh chị mình cũng thấy nè, căn nhà này bên em thiết kế cho mình rất là đặc biệt luôn. Đến 4 là nhân cho 10 diện tích đó, quý cô chú anh chị cũng thấy cực kỳ rộng rãi luôn. Và đường á thì quý cô chú anh chị cũng thấy đây. Đường này là xe tải, xe ô tô đi gần đi tới cổng nhà mình luôn nè. Đó. Đường rất là rộng rãi. Và căn nhà mình á thì bên em thiết kế cho mình là một trệt, một lầu, một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Diện tích á là tới là 4 nhân cho 10 luôn cho tới căn nhà của mình. Và đặc biệt điện riêng, nước riêng, đồng hồ riêng. Đó quý cô chú anh chị mình cũng thấy dãy nhà này thì rất là đặc biệt, 12 căn, bên em đã bán hết 11 căn rồi và chỉ còn căn cuối cùng ở đây thôi. Đó quý cô chú anh chị cũng thấy lời của căn nhà là ra cho mình tới 1 mét rưỡi luôn. Ở đây mình sẽ đạt được đến 2 đến 3 chiếc xe máy ở đây, cực kỳ là rộng rãi cho căn nhà của mình. Và khi vô trước khi vô căn nhà thì quý cô chú anh chị cũng thấy nè, lớp cửa đầu tiên của căn nhà này sẽ là lớp cửa sắt hợp sơn tĩnh điện sơn cho mình màu đen. Đó và có thêm cho mình là lớp kính cường lực. Đó, căn nhà mình cực kỳ là chắc chắn. Và đặc biệt của căn nhà này mình là nằm ở hướng đông, nên bên em cũng sẽ thiết kế cho quý cô chú anh chị mình những nội thất cơ bản như rèm nè. Đó làm cho căn nhà mình cực kỳ thoáng và mát luôn. Căn nhà này đi cho mình là tông màu trắng. Quý cô chú anh chị mình cũng thấy đó, tông màu trắng này mà chị em phụ nữ mình về mình lau chùi cực kỳ là nhanh chóng và gọn gàng luôn. Trần là trần thạch cao giật hợp, đi cho mình hệ thống đèn chùm nè và một cái quạt chiếu sáng hết căn nhà của mình. Và đặc biệt của căn nhà này là đổ thật luôn cho mình. Đó quý cô chú anh chị cũng thấy căn nhà mình thiết kế cực kỳ là chắc chắn luôn. Và gạch đó thì lên tường cho mình là tới 1m2. Đó quý cô chú anh chị cũng thấy gạch mà lên tường cho 1m2 á thì căn nhà mình thoáng hơn và mát hơn cực kỳ luôn. Và ở đây bên em sau này sẽ thiết kế cho quý cô chú anh chị mình một cái bộ ghế sofa ở đây nè, mình về mình tiếp vài vị khách nữa, mình để một bộ ghế ở đây cực kỳ rộng rãi và những dây điện vô âm tường hết cho mình. Sau này mình về mình sẽ đặt được một chiếc tivi ở đây luôn. Và cũng lắp lên cho mình là những dây điện chòm. Sau này mình về mình lắp máy lạnh vô cho căn nhà mình sử dụng thôi. Bên em cũng thiết kế cho mình một bức tranh ở đây nè. Quý cô chú anh chị cũng thấy cực kỳ rộng rãi cho căn nhà của mình luôn. Bức tranh sông nước nè. Đó quý cô chú anh chị mình nhìn căn nhà mình cực kỳ là rộng rãi luôn. Và đổ thật luôn cho mình. Em xin nhắc lại là căn nhà này đổ thật. Đó nên cực kỳ là chắc chắn luôn. Và giữa phòng khách và phòng bếp thì bên em cũng thiết kế một vách ngăn nè. Vách ngăn này là vách ngăn CNC dạy gỗ khắc hình đồng tiền cho mình, nhìn là cực kỳ phong thủy cho ngôi nhà của mình. Quý cô chú anh chị mình về mình không thích vách ngăn này thì bên em có thể là lấy ra cho quý cô chú anh chị mình. Và phòng bếp thì bên em cũng thiết kế đơn giản cho mình, gồm kệ tủ bếp trên và kệ tủ bếp dưới, đi cho mình là lớp đá hoa cương bề mặt tiếp xúc bếp đó, cực kỳ là đẹp luôn. Bề mặt tiếp xúc bếp đó, lắp cho mình là lớp đá hoa cương, chị em phụ nữ mình về mình nấu ăn mình lau chùi cực kỳ là nhanh chóng. Và gạch cũng dán lên tường cho mình, chị em phụ nữ mình có nấu ăn nè, dầu mỡ nó bôi lên á thì mình lau chùi rất là nhanh gọn luôn. Và ở đây thì cũng có một cái bồn rửa chén 304 ở đây, nó không rỉ sét luôn. Bên này thì bên em cũng thiết kế cho mình là một ống nước ra và ống nước vào, thuận tiện cho việc sau này mình về mình sử dụng mình bật máy giặt vô, cực kỳ là rộng rãi cho căn nhà của mình. Và nhà vệ sinh thì bên em cũng thiết kế đơn giản cho mình, đó quý cô chú anh chị cũng thấy công dụng cũng như là lavabo, bồn rửa mặt, vòi sen, gạch ướp lên tường hết cho mình. Đó quý cô chú anh chị mình cũng thấy căn nhà cực kỳ đầy đủ nội thất rồi luôn. Và gạch của căn nhà này là gạch giải đá cho mình, sơn cho mình là màu trắng. Gạch ở đây là gạch nó bóng kính là 60 cm cho mình, nhìn căn nhà mình cực kỳ là sáng luôn. Và bây giờ em mời quý cô chú anh chị mình theo chân em mình lên cầu thang. Thì cầu thang á bên em cũng thiết kế cho mình là bề mặt tiếp xúc cầu thang á là lắp cho mình lớp đá hoa cương ở đây. Đó lớp đá hoa cương này chị em phụ nữ mình lau chùi cực kỳ là nhanh gọn luôn. Và tay vịn cầu thang á bên em cũng thiết kế đơn giản cho mình, ở đây là những lớp gỗ khắc cho mình những hình hoa mai cực kỳ là an toàn luôn. Chị em mình có leo lên lầu á mình đi từ từ thôi, cực kỳ là gọn gàng. Bây giờ em mời quý cô chú anh chị mình theo em mình lên tầng 1 để xem tầng 1 của căn nhà này có gì nè. Nãy giờ thì quý cô chú anh chị mình cũng xem tới đây rồi, hãy cho em xin một nút đăng ký kênh á để em có nhiều động lực để ra nhiều video mới hơn. Bây giờ em mời quý cô chú anh chị mình lên lầu để em giới thiệu tầng 1 của căn nhà. Em đang tiến lên tầng 1 để giới thiệu cho quý cô chú anh chị. Thì tầng 1 này á bên em cũng thiết kế là một cái đèn chiếu sáng hết căn nhà của mình luôn. Đó, cái đèn cầu thang rất là rộng rãi.
Đó, và tầng 1 này thiết kế cho mình là gồm 2 phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Thì tiến vô phòng ngủ đầu tiên trong căn nhà. Đó, quý cô chú anh chị cũng thấy cực kỳ là rộng rãi luôn. Ở đây á, rộng tầm cho mình là 10 mét vuông. Dây điện cũng vô âm tường hết cho mình. Đi cho mình là tông màu trắng. Và đặc biệt của căn nhà này em xin nhắc lại là đổ thật 100% nên nhìn nó cực kỳ là chắc chắn luôn. Và ở đây thì cũng lắp cho mình là một hệ thống cửa sổ mở, mình lấy gió chiều gió cầu thang á, nó vô nhà mình cực kỳ là mát mẻ. Ở đây á, mình sử dụng cho con em mình sử dụng rất là rộng rãi luôn, con em mình tự lập sống một mình ở đây rất là rộng rãi. Đây là nhà vệ sinh sử dụng chung đó quý cô chú anh chị, mình cũng thấy công dụng thì vẫn như ở dưới là lavabo, bồn rửa mặt, vòi sen, và gạch cũng lên tường cho mình tới là gần 2 mét. Và phần căn phòng cuối cùng cũng gia đình mình đó quý cô chú anh chị, mình cũng thấy cực kỳ là rộng rãi luôn. Hôm nay mình sử dụng á, mình cho đôi vợ chồng mình mới cưới nè, mình về mình sử dụng cực kỳ là rộng luôn. Hoặc gia đình mình đông á thì mình sử dụng mình làm phòng ngủ, gia đình mình ít người ở khu vực này mình có thể sử dụng mình làm phòng thờ đó, rất là rộng rãi. Và có thêm cho mình là những hệ thống ban công. Thì bây giờ em mời quý cô chú anh chị mình ra đây xem mật độ dân cư ở đây. Trước khi quý cô chú anh chị mình ra đây thì quý cô chú anh chị mình cũng thấy này, tay vịn cọc tay vịn là lắp cho mình là lớp sắt và lớp kính cường lực đó, cực kỳ là chắc chắn cho ngôi nhà của mình. Và mật độ dân cư ở đây thì quý cô chú anh chị cũng thấy nhà thì cũng rất là nhiều luôn, cây xanh thì cũng san sát rất là mát mẻ. Và căn nhà mình là nằm hướng đông đó. Bây giờ em mời quý cô chú anh chị mình xuống dưới, em sẽ báo là chính xác mức giá của căn nhà này, vị trí cụ thể. Em mời quý cô chú anh chị. Và nãy giờ thì quý cô chú anh chị cũng đi theo em mình đi tham quan một vòng căn nhà này. Căn nhà này thiết kế cho mình diện tích là 4 x 8, thiết kế cho mình là một trệt một lầu gồm một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Và đặc biệt của căn nhà này là đổ thật luôn cho mình đó, nội thất cơ bản bên em sẽ tặng hết cho mình. Và hướng nằm căn nhà này đặc biệt là nằm ở hướng đông, rất là mát mẻ luôn. Mà giá chính xác của căn nhà này là 1 tỷ 280 triệu. Mình mua mình sẽ không phát sinh chi phí nào và bên em sẽ bớt lọc cho quý cô chú anh chị mình. Sổ sách giấy tờ pháp lý á, thì quý cô chú anh chị mình hãy gọi đến số điện thoại bên dưới của em. Em sẽ tư vấn hết tất cả mọi thứ cho quý cô chú anh chị mình. Và bây giờ video tới đây của em cũng dài rồi. Quý cô chú anh chị mà thích video này thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và một comment bên dưới. Em xin cảm ơn.